Xin chào bạn, tôi là Tú Phan trên trang web phankinhtu.com. Thì hôm nay tôi sẽ xin phép các bạn là khoảng vài phút thôi. Tôi nhắc lại cái phần phím tắt này, tại vì nhiều khi chúng ta làm, ta tập trung quá vào phần nội dung, chúng ta quên cái phần phím tắt. Thì thật ra là phía dưới, hầu như là tất cả phần mềm nào vậy, phía dưới cái những cái video trên YouTube đó, tôi đều up, tôi đều tải lên cái phần phím tắt giáo trình hết. Thì bạn lên tải về ha. Thì tôi nói sơ lược về cái phần phím tắt của phần mềm DaVinci Resolve 15 này đi. Thì trong cái file tôi tải lên đó, thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ phân loại ra là thứ nhất là cái phần mà chỉnh sửa video, nghĩa là bên cái tab edit á, tab edit mà bên phần mềm DaVinci nè, cái edit nè là những cái thao tác mà chúng ta sẽ chỉnh sửa bên đây đó, là cái tab edit đây. Thì trong đây thì bạn sẽ thấy là những rất là dễ thôi, tôi thống kê những cái thử sử dụng thôi. Những cái nào màu đen đậm là những cái đó tôi khuyến khích các bạn là nên thuộc lòng cho tôi. Màu đen đậm là bắt buộc phải thuộc ha, tại vì ta làm rất là nhiều lần. Như là công cụ chọn nè, A chọn nè, cắt là B, rất là dễ, Ctrl B là cắt. Rồi cái giãn timeline, rồi phóng to cái màn hình, Shift Z, rất là đơn giản. Copy nhanh là giữ thêm phím On R, D là ẩn hiện, Leap đánh dấu, vào ra là In, In Out, IO. Rồi nút phát là nút Play, hoặc là chữ ZKL. Copy, Ctrl C, Ctrl V, rất đơn giản đúng không? Đâu có gì khó đâu. Rồi xóa là delete, phân biệt delete với space ha, space bar. Delete là bạn xóa luôn, khoảng trống, space bar là chỉ là xóa clip thôi. Cắt bên trái clip là shift với dấu ngoặc vuông, bên phải là shift với dấu ngoặc vuông phải, rất là dễ. Chèn thêm những hiệu ứng vào thì bạn nhấn Ctrl T là hiệu ứng chuyển tiếp á, Ctrl T là video âm thanh luôn, còn On T là chỉ phần video thôi. Rồi sử dụng mũi tên qua trái phải để di chuyển từng frame lên xuống, di chuyển từng cái đoạn video. Rồi giờ cơ bản là xong, rất là dễ đúng không? Ta nhớ một số cái quan trọng thôi, hầu như những cái màu đậm là chúng ta thường hay sử dụng mà rất là dễ. Tiếp theo tới cái tab thứ hai là cái phần mà tab về color, là chỉnh màu. Thì tôi chỉnh cái này, thì chỉnh màu này thì cũng ít thôi, edit thì nó có nhiều phím tắt thôi, còn phần color mà ít lắm. Thì bạn thấy chơi cũng vẫn là shift set để phóng to màn hình canvas, màn hình xem á. À, những cái màu đỏ này là những cái rất thường hay sử dụng luôn, tôi nhắc lại bạn ha, những màu đỏ này rất thường sử dụng, bạn phải thuộc cho tôi mà rất là dễ nữa. Shift D, như những video trước tôi thường nói các bạn đó, Shift D là để tắt mở hiệu ứng chỉnh màu. Phím D thì để tắt mở nốt, cần tắt mở nốt, Ctrl D á, tôi nhớ là chỉ cần chữ D thôi mà. Này tôi coi lại sao. Còn hiển thị cái vùng chọn highlight là Shift H. Shift H vùng chọn highlight là cái này nè. Nè thấy chưa, hiển thị cái vùng chọn mà tôi nói về video trước đó, để tạo mặt nạ hút á, bạn hút màu thì chỉ hiện ra cái vùng mặt nạ hút thôi, thấy chưa, Shift H ha, Shift H đây là chọn trắng đen, chọn màu. Rồi Shift H, cái Shift H này rất là thường hay sử dụng, bạn thuộc lòng tôi ha. Với cái phím là Shift D, Shift D là tắt mở nè, bạn thấy dấu check không, check mở cái phần mà hiệu ứng mà ta đang chỉnh, thấy chưa, đó là Shift H. Rồi quay lại cái tiếp tục, Shift D với Shift H là rất là hay sử dụng ha. Xem toàn màn hình thì cái này liên quan tới chữ F thôi ha, cái nào Ctrl Shift hoặc On, tất cả đều liên quan chữ F là phóng to màn hình. Ctrl F là phóng to toàn màn hình, On F thì tôi thường hay sử dụng hơn nè, phóng to đó. On F thường hay sử dụng, lưu ý bạn ha, On F thường hay sử dụng. Rồi tới cái phần Note thì thật ra là sau cái video mà về phím tắt này nè, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái Note là gì. Đối với phần mềm DaVinci này thật ra nó có hai loại Note, một là Note bên cái phần mà sử dụng tôi nói sơ đi ha, chứ giờ nói một là Note bên sử dụng bên cái tab color này, nó mất tiêu rồi, đây nè, những cái Note này người ta sử dụng bên tab color là những cái Note này thực ra nó tương tự như bên layer bên Photoshop thôi, là từng lớp chồng lên nhau. Còn cái loại Note thứ hai đối với phần mềm này đó là chức năng function này, thì cái này là nó hơi bị khó, nên nếu có thời gian tôi sẽ nghiên cứu và hướng dẫn các bạn trong một cái giáo trình riêng. Cái Note này thực ra nó lại liên quan tới những cái Note mà bên cái phần mềm nút, phần mềm chỉnh sửa video mà có tên là nút á, tôi cũng đã hướng dẫn các bạn sơ sơ rồi, cũng không có thời gian để hướng dẫn thêm. Phần mềm nút nè, phần này có tên là NUKE, nó phần mềm nút. Rồi nói thêm thôi, quay lại cái phần phím tắt đi để lan man mất thời gian các bạn nữa. Rồi đây là những cái phần mà phím tắt của bên thêm nút nè, thêm nút phía trước và phía sau, on nút thì shift nút, thêm nút thêm thêm nút layer là on L, còn thêm nút mà dạng parallel song song là on P. Chỉ đơn giản thôi, phần mà chỉnh màu rất là đơn giản, tại vì chỉnh màu chúng ta cũng ít sử dụng phím tắt lắm, ta sử dụng trên cái bảng thôi. Control Home để reset nút, ok, cái này thường hay sử dụng. Còn cái thứ ba là cái hiệu ứng video function, thì cái function tôi mới vừa nói với các bạn, cái tab đó là sử dụng những cái phím tắt này
nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm, tôi hướng dẫn các bạn nên các bạn chỉ biết vậy thôi. Còn dưới đây cái phần lý thuyết này tôi lưu ý những cái mà quan trọng nên tôi tự đánh là tôi lưu lại cho cá nhân tôi và tôi chia sẻ cho các bạn thôi chứ không có gì. Bạn có bạn nào rảnh thì có thể tự tìm hiểu thêm. Giả sử như tôi ghi là những cái quy tắc mà tôi chỉnh màu nè, chỉnh màu trong DaVinci. Ban đầu chúng ta sẽ thực hiện những cái bước như là bước đầu là cân bằng trắng, là quay balance đó. Bước sau là chúng ta sẽ thực hiện chỉnh độ sáng tối, rồi chỉnh từng chi tiết như là da, mắt, môi, răng, tóc, quần áo, nền, phông nền, hay là những cái lưu ý này nè. Thì nếu có thời gian thì từ từ tôi sẽ hướng dẫn các bạn hết ha. Chúng ta sẽ từ tìm hiểu thêm, tôi biết tới đâu thì tôi sẽ chia sẻ các bạn cái đó. Đây quy trình chỉnh màu này tôi đã thống kê nè, bạn nào có rảnh thời gian thì tự đọc thì các bạn cũng có thể tự hiểu được, rất là dễ thôi, tôi thống kê sẵn hết rồi. Quy trình chỉnh màu, ok, workflow. Đây function chính là cái phần tôi đang nghiên cứu về những cái node. Những cái node này rất là hay ha, rất là bá đạo, rất là hay, nhưng mà nó hơi khó cho những người nào mới. Function thật ra đây là cũng là một cái phần mềm riêng, phần mềm function chính một thật ra một cái phần mềm riêng, nhưng mà nó tích hợp trong cái phần mềm DaVinci này từ cái phiên bản 15 hay gì đó. Phần chức năng function này nè, nên nó rất là hay dùng để tạo những cái hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh, thì tôi thấy là tương tự như After Effects gì luôn á. Đúng rồi, không có nghe lầm đâu, tương tự như After Effects gì đó, nhưng mà cái giá nó chỉ có 300 đô thôi, mua trọn gói luôn, 299 đô của đầu phần mềm DaVinci này. Rồi, thì đó là cái phần phím tắt tôi nói giới thiệu cho các bạn ha. Bạn sẽ tải bên phía dưới những cái video này, kèm theo đó là cái phần mà cái file mà tôi thường hay nói các bạn, cái file này nè. Đây, cái file này nè, cái file mà giáo trình mà tôi vẽ bằng cách về sơ đồ tư duy á, thiệt ra là tôi sử dụng phần mềm nè, Error My Master, phần mềm này miễn phí thôi. Bạn hãy lên tự trên mạng tải về cũng được, tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì bạn lên Google, bạn cứ đánh cái chữ Error My Master, hoặc là bạn lên trang web tôi cũng được, trên web tôi đã hướng dẫn các bạn phần mềm này rồi nè. Trong web tôi đâu có tiêu dễ sơ đồ tư duy à, đây là My Master, thấy chưa, tôi đã hướng dẫn hết trơn rồi, bạn hãy tìm hiểu thêm. My Master phần mềm này free, miễn phí thôi, bạn hãy là tự tải về miễn phí, nó cũng có phiên bản có phí nữa, nhưng mà chúng ta không cần thiết ta sử dụng phiên bản free được rồi. Rồi đây là cái video tôi chia sẻ các bạn là cái cách để chúng ta tải những cái phím tắt của phần mềm DaVinci thôi ha, để chúng ta tự học thêm, tự tìm hiểu thêm. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đi qua video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục tới cái tìm hiểu những cái node trong phần mềm DaVinci là gì, DaVinci Resolve. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.